Từ nhiều năm nay, biên soạn sách là một trong những hoạt động quan trọng và thường xuyên của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, với mong muốn giới thiệu đến độc giả và công chúng gần xa nguồn tư liệu quý giá, trung tâm đã ấn hành hàng chục đầu sách. Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 có chương trình tri ân với 10 đầu sách gửi đến quý độc giả, công chúng yêu mến ấn phẩm lưu trữ. Cuốn sách được biên soạn từ nguồn tài liệu và tư liệu tiếng Pháp nhằm giới thiệu về bộ máy chính quyền cũng như những thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan qua các giai đoạn. Đây là nguồn sử liệu quan trọng về việc thiết lập bộ máy tổ chức các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trong những năm 1862 đến năm 1945. Ngoài ra, qua cuốn sách, độc giả còn có thể tìm hiểu phương pháp xây dựng các văn bản pháp quy thời kỳ này. Sau khi cuốn Địa bạ Lạng Xã Việt Nam qua tài liệu Địa bạ Triều Nguyễn tập 1 về Bắc Kỳ do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 biên soạn công bố năm 2018 được đông đảo công chúng đón nhận, Trung tâm đã tiếp tục ấn hành tập 2 về Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khai thác thông tin về địa giới hành chính, chủ yếu từ nguồn tài liệu gốc Địa bạ Triều Nguyễn hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Đây là cuốn sách thuộc thể loại tra cứu, tập hợp các văn bản hành chính, văn bản pháp quy do chính quyền Pháp ban hành và các bản hương ước cải lương của một số làng được biên soạn theo tinh thần của các nghị định về chính sách cải lương hương chính. Qua cuốn sách, người đọc có thể tìm hiểu về hương chính và quá trình xâm nhập vào tổ chức hành chính cấp xã của người Pháp để thực hiện các chủ ý về chính trị, kinh tế và xã hội trong lịch sử. Cuốn sách đem đến một góc nhìn mới về kháng chiến chống Pháp thời vua Tự Đức từ châu bản Triều Nguyễn. Cuốn sách lần đầu tiên công bố 120 châu bản Triều Nguyễn về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ dưới triều Tự Đức trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1882. Những nội dung được trình bày trong cuốn sách có thể sẽ gợi mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới cho bạn đọc về hành trạng của một số nhân vật lịch sử bị ngộ nhận, như Phan Trung là phản quốc, Nguyễn Công Nhàn là hùng dũng tướng quân mà nhát gan, hoặc một số sự kiện bị đánh giá sai lệch như các cuộc nổi dậy từ sau khi Pháp đánh Đà Nẵng là do chính sách cai trị hà khắc của vua Tự Đức. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về triều Nguyễn từ góc tiếp cận bút phê trực tiếp của các hoàng đế, cuốn sách giới thiệu 181 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 tập gốc châu bản triều Nguyễn. Cuốn sách giới thiệu tới độc giả các hình thức ngự phê của 10 trong số 13 vị vua triều Nguyễn. Nội dung các văn bản phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam những năm 1802 đến năm 1945. Là cuốn catalog về cuộc triển lãm quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 đến 1954. Cuộc triển lãm đã trưng bày 68 tấm bản đồ Hà Nội và các tài liệu văn bản quan trọng về chủ đề này. Đây là nguồn sử liệu quý cho những ai quan tâm nghiên cứu quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội. Mỗi tấm bản đồ đều có ý nghĩa về nhiều phương diện đối với người làm công tác nghiên cứu. Quang cảnh Hà Nội với các con phố mang tên Pháp, hình ảnh thành cổ Hà Nội đến các dự án quy hoạch mở rộng thành phố qua sự ghi chép phản ánh từ tài liệu lưu trữ. Cuốn sách tập hợp những bài viết có nội dung công bố, giới thiệu tài liệu, tư liệu bảo quản tại kho lưu trữ Trung ương trước đây và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 ngày nay. Bên cạnh đó, có một số bài giới thiệu tài liệu về Việt Nam hiện đang được bảo quản tại kho lưu trữ hải ngoại của Pháp và một số bài có tính chất tổng kết công tác tổ chức sử dụng tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 qua các thời kỳ khác nhau. Bên cạnh đó, các cuốn mục lục châu bản triều Nguyễn tập 1, sách chỉ dẫn các phương lưu trữ thời kỳ thuộc địa, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 và các lưu trữ quốc gia Việt Nam là những cuốn sách hữu ích cho những ai quan tâm tìm hiểu danh mục tài liệu lưu trữ.